Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lê Dĩnh kỷ niệm 16 năm debut, Hứa Khải, Dương Mịch, Đồng Lệ Á khoe sắc ở tạp chí. Hôm nay là một ngày đặc biệt với các fan của Triều Lê Dĩnh khi thần tượng của họ kỷ niệm 16 năm debut. Bởi thế, trên Weibo tràn ngập hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1987. Ngoài ra, hình ảnh mới của Hứa Khải, Thẩm Nguyệt hay là poster phim mới cũng rất được chú ý. Công an điểm qua nhé! Triều Lê Dĩnh kỷ niệm 16 năm debut, Hứa Khải hòa Quý Ông lịch lãm. Sáng nay, loạt hình ảnh mừng kỷ niệm 16 năm debut của Triều Lê Dĩnh đã được người hâm mộ đăng tải. Rất nhiều những vai diễn của nữ diễn viên đã được tổng hợp lại. An ngó qua thì thấy trong suốt 16 năm, Triều Lê Dĩnh đã nỗ lực rất nhiều. Và giờ cô nàng đã có được chỗ đứng nhất định trong showbiz. Đồng Lệ Á và Dương Mịch hôm nay cũng đua nhau khoe sắc trên tạp chí. Với mỹ nữ Tân Cương Đồng Lệ Á, cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí của Storm Xuân Hè 2022. Nhan sắc của Đồng Lệ Á quả thật không thể đùa được. Nếu diện cổ trang đẹp bao nhiêu thì hôm nay Đồng Lệ Á lại phá cách xinh đẹp bấy nhiêu với mái tóc hồng cùng nhan sắc hiện đại, trẻ trung. Bia OK, số kỷ niệm 10 năm hôm nay có sự góp mặt của Dương Mịch. Mặc dù con đường phim ảnh không quá tốt, nhưng trên tạp chí thì Dương Mịch vẫn hơn hẳn Giàn Tiểu Hoa cùng thời. Phong cách và thần thái của nữ diễn viên trên trang bìa cũng được đánh giá là rất bắt mắt. Loạt ảnh mới của Hứa Khải chụp quảng cáo cho thương hiệu đã nhận được rất nhiều sự chú ý của netizen. Không còn là thanh niên trẻ trung, Hứa Khải lần này trông chỉnh chạc hơn hẳn khi hóa Quý Ông lịch lãm. Phải nói là vẻ ngoài hoàn hảo của anh chàng đã giúp cho bộ đồ trông đẹp hơn hẳn. Netizen cũng thêm phần mê mẩn chàng phó hằng năm nào. Thẩm Nguyệt dạo gần đây vẫn đang bận rộn với các dự án Thanh Xuân Vườn Trường. Chẳng thế nào mới nhất, nữ diễn viên tung bộ ảnh đầy trẻ trung mang đến cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. So với những lần gồng lên để diễn vai trưởng thành thì Thẩm Nguyệt vẫn hợp với hình tượng nữ sinh học đường hơn nhiều. Angela Baby thế chỗ Dương Tử, Triệu Lộ Tư trong poster đầu tiên của Hậu Lãng. Show Manh Thám Thám Án từ năm ngoái đã nổi lên cực hot với dàn cast chất lượng, đặc biệt màn tung hứng của Dương Tử, Hoàng Tử Thao đặc biệt thu hút người xem. Đáng tiếc là năm nay Dương Tử bận quay Trường Tương Tư nên không thể tham gia chương trình. Thay vào đó, Angela Baby sẽ thế chỗ Dương Tử cho vị trí khách mời thường trú của Manh Thám Thám Án. Bộ phim Hậu Lãng đã quay được một thời gian. Gần nhất bộ phim này đã tung ra poster chính thức của dàn diễn viên. Bắt mắt nhất chắc chắn là Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, anh cũng thấy cô nàng có tạo hình không khác là bao so với những bộ hiện đại trước đó như Vô Tình Bắt Được Tổng Tài. Còn là Nhất Châu, đây là vai chính đầu tay nên mọi người chưa có nhận xét gì nhiều. Có điều anh chàng khá đẹp trai trong poster đầu tiên. Cúc Tình Y hiện tại đang quay Tiên Kiềm 4, cô nàng còn có bộ Hoa Nhung chưa lên sóng. Gần nhất loạt ảnh của nữ idol trong Hoa Nhung leak ra cho thấy Cúc Tình Y trông có da có thịt hơn nhiều. Dù vậy chiếc tóc mái bằng của cô làm không ít người cảm thấy lạ lẫm. Nhưng xem ra đây cũng là điều tốt với cô nàng. Trên đây là loạt ảnh mới của ngày hôm nay, khiến An ấn tượng nhất chắc là loạt ảnh của tạp chí Đông Lệ Á. Lâu rồi mới lại thấy một hình ảnh phá cách như vậy của nữ diễn viên. Còn bạn, bạn quan tâm đến hình ảnh nào trong ngày hôm nay? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.